Dạ, kính bạch thầy, qua khoảng hơn một năm nghe pháp của thầy và trải nghiệm, chiêm nghiệm đời sống, con đã phần nào thấy ra, hiểu ra đạo là thế nào. Tuy nhiên, con chưa hoàn toàn trọn vẹn sống với đạo được. Dạo gần đây, con có để ý rằng có những lúc, những trường hợp thì người không biết đạo lại bình thản và hành xử bình thường hơn người có biết đạo. Từ đó mà con nghiệm ra rằng người hiểu đạo nhưng chưa sống đạo trọn vẹn, nên vẫn còn có những lúc sống bất thường. Người không biết đạo thì có nhiều lúc sống bình thường nhưng lại không biết đó là đạo. Họ tưởng đạo phải cao siêu mới là đạo. Quả thật như thầy khai thị là ban đầu ai cũng ở trong sự sẵn rồi, nhưng phải đi một vòng rồi cuối cùng mới trở lại với sự vô ngại. Ban đầu thấy núi là núi, sông là sông. Biết tu rồi thì thấy núi không là núi, sông không là sông. Cho đến cuối cùng thì lại trở về cái thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Con xin thầy cho con lời chỉ dạy. À, đúng như vậy. Thật ra là một cái người mà giác ngộ không phải là trở thành một cái gì phi thường, mà giác ngộ là buông hết những cái gì mà che lấp, trói buộc, ảo tưởng để trở về với cái thực. Đơn giản là vậy thôi. Mà cuộc sống vốn từ nó là thực, nhưng mà do mình vẽ rắn thêm chân vào cho nên nó là mình không còn thấy cái thực nữa, cho nên lúc đó mình mới cứ chạy theo cái ảo. Nhưng mà chạy theo cái ảo cũng là một điều, khi mà mình chưa thấy cái thực thì chạy theo cái ảo cũng là một điều cần thiết. Bởi vì khi chạy theo cái ảo mới thấy được đó là ảo, rồi buông. Rồi cứ chạy theo cái ảo rồi thấy được ảo là buông. Nói như là tri huyện tức ly huyện tức giác ấy. Đó. Mình cứ cho đến khi mình buông hết, mình thấy tất cả những cái mà mình chạy theo, mình cứ cố gắng, mình luyện tập, mình rèn luyện gì đủ thứ đó, đều chỉ là ảo. Còn cái thực thì nó đã có sẵn rồi, cho nên gọi là quả. Khi mà người ta nói chứng quả có nghĩa là thấy ra được cái thực đã sẵn có, chứ không phải là cái mà mình cố gắng mà tạo ra theo để cho được như ý mình. Đó, mà là tất cả đều có, là đều sẵn có rồi. Như vậy thì khi mà mình giác ngộ đó thì vẫn là một con người bình thường thôi. Nhưng mà cái người giác ngộ đó thì như giống như thầy ví dụ cái nấu ăn đó, thầy hay ví dụ cái nấu ăn đó. Giả sử như trong một cái nhà bếp có đầy đủ các cái lương thực, thực phẩm, gia vị, rồi các thiết bị nấu ăn hoàn toàn đầy đủ, hoàn hảo. Nhưng mà người không biết nấu ăn á, thì không thể nào nấu ăn được. Mà cái người mà biết nấu ăn á, thì vô nấu sẽ nấu ra nhiều món rất ngon. Là sao? Là tại vì họ thấy được muối, tính chất muối thì nó mặn như thế nào, tính chất đường thì nó như thế nào, rau lang thì như thế nào, rau muống thì như thế nào. Họ biết được gạo thì như nào, mà nếp thì thế nào, đậu đỏ thì thế nào, đậu xanh thì thế nào, là họ biết rõ hết á. Thì họ sẽ nấu được rất nhiều món ngon, và họ cũng không bỏ cái gì cả. Có những cái ớt nó cay quá cay, lúc đầu mình cắn cái mình chịu không nổi, nhưng nó cũng là một vị thuốc. Đó. Chanh thì chua quá không thể nào ăn được, nhưng nó cũng là một vị thuốc. À, cho nên người ta mê là có thực dưỡng. Khi người ta hiểu được các cái món ăn, rồi các món ăn lợi ích gì, món ăn nào không có món ăn nào hại, mà chỉ có cái món ăn đó mình sử dụng sai mới hại. Đó. Cho nên đó là mình cũng vậy. Mình cho mình là một cái nhà bếp đi. Mình là cái nhà bếp. Bây giờ mình có biết rõ ở trong mình là cái thứ gì nó như thế nào để sử dụng cho đúng mức hay không? Chẳng phải là bỏ cái này đi để lấy cái kia. Chỉ có bỏ một thứ thôi, đó là cái thứ thấy sai, hiểu sai, ảo tưởng, chỉ có bỏ cái đó thôi. Ảo tưởng là sao? Tưởng muối là đường,
cho nên nó nấu chè mới là bỏ muối vô và thành ra nó mặn quá ẩn được. Nó sai là vậy thôi. Thì do cái ảo tưởng cho nên nó mới sai, nó sai cho nên mới sinh ra đau khổ. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật Ngài nói là phải chánh kiến. Chánh kiến tức là mình phải thấy đúng, thấy biết đúng cái đã. Do đó mình mà tại sao mình phải chánh niệm tỉnh giác hay là mình thường sáng suốt rõ biết là bởi vì mình phải trải nghiệm, chiêm nghiệm. Như một cái người bắt đầu vô nấu ăn thì không biết gì cả, nhưng qua trải nghiệm mới là thấy cái này là mặn, rồi mới điều chỉnh, rồi thấy cái kia là ngọt, bỏ ít, bỏ nhiều gì đó, thì lại là nó như thế nào là vừa. Mà đôi lúc cái vừa đó thì lại vừa ở mỗi người, mỗi khác. Cho nên là mình thấy cái con người mình cũng vậy. Nếu mình không quay lại để mà quan sát, để mà thấy rõ trong con người mình những yếu tố này, yếu tố kia gì đó, và mình sẵn sàng là chấp nhận là mình phải trải qua những cái sai. Lúc đầu mình sử dụng muối sai, lúc đầu mình nấu lửa quá nhiều thì cháy, nước quá nhiều thì nó lại nhão, tức là nó cứ lúc đầu là sai. Thì đương nhiên lúc đầu là mình chưa thấy thì mình sai, nhưng mà qua cái sai đó mình lại là học ra cái bài học để điều chỉnh cái nhận thức và hành vi lại. Mà mỗi người là phải tự mình là soi sáng lại mình để mà thấy ra được những cái gì trong mình để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt. Nếu mình ứng xử chưa đúng tốt thì mình sẽ thấy ra được tại sao mình ứng xử không đúng tốt và gây ra cái tai họa, thì lần sau mình điều chỉnh lại, cứ vậy thôi. Mình đi hấp tấp cho nên mình vấp té, thì lần sau mình điều chỉnh lại để mình đi cẩn thận không vấp té. Thì tất cả là một cái sự, cho nên Thầy mới nói là tu là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Đó. Chẳng phải là người giác ngộ là trở thành một cái gì vĩ đại, cao siêu hay là phi thường. Mà cái mà mình nghĩ phi thường đó là ảo tưởng, bởi vì nó chưa thực. Còn Đức Phật Ngài nói là cái pháp của Ngài là cái thực, là phải thấy ngay thôi, tức là thực tế, phải thấy ngay trong đời sống. Và trong Kinh Kalama, Đức Phật Ngài nói là đừng có nghe những gì truyền thuyết, đừng có nghe những truyền thuyết truyền lại. Thì thật ra là kinh điển của các tông phái, của các tôn giáo cũng đều là truyền lại thôi. Vậy thì Đức Phật Ngài cảnh báo là đừng có tin hoàn toàn vào những cái truyền lại, mà mình phải đối chiếu với cái thực. Khi mình trải nghiệm cái điều đó đó, thì mình đối chiếu với cái thực để xem thử là nó đúng với cái thực hay không. Mà cái thực đó thì nó ở trong chính mình, chứ không phải cái thực đó nó ở đâu trên mây. Cái thực cũng phải mình tìm cái thực đó ở trên mây, mà tìm cái thực đó ở trong chính mình. Bởi vì tất cả cái hạnh phúc, cái đau khổ, phiền não hay giải thoát thì đều là do cái thái độ nhận thức và hành vi của mình hết. Do đó mình phải quan sát lại trước một cái sự kiện, thì mình quan sát lại để xem thử cái nhận thức và hành vi của mình như thế nào. Thì khi đó mình sẽ thấy rằng là cái hậu quả nào nó đưa đến phiền não khổ đau cho mình và người khác, thì cái đó là sai lầm, và mình sẽ buông bỏ cái đó. Còn cái nào mà không đem lại phiền não khổ đau hay là đem lại lợi ích cho mình và người khác trong giác ngộ giải thoát, thì đó là đúng. Đó là đúng với pháp. Cho nên giác ngộ cũng phải là trở thành một cái gì khác như mình ảo tưởng, mà thấy ra toàn bộ sự thật đã sẵn có. Dạ, kính bạch Thầy, con có nghe trong một bài giảng Thầy có lấy ví dụ về bộ môn cung đạo. Đại khái con hiểu là nếu cung thủ để tâm nhẹ nhàng, tự nhiên, thoải mái thì sẽ dễ bắn trúng mục tiêu. Nhưng ngược lại, ngồi thiền định để cho mục tiêu to ra thì lại trật. Con nhớ lại trải nghiệm lúc nhỏ, lúc đó con chưa biết đạo, cũng chưa biết thiền định là gì. Con hay ngồi thả lỏng và chăm chú ngắm nhìn một vật gì đó, thì đúng là lát sau con có cảm giác vật đó đang to lên. Từ đó mà con trải nghiệm ra được ba ý. Một, tầm tứ cũng là hai chức năng tự nhiên của tâm. Điểm mấu chốt là
cần trả tự do cho tâm thay vì cố gắng điều khiển tâm theo ý muốn. Giống như tâm và pháp tự tương tác với nhau, tự dẫn đường cho nhau, mình giống như người đi theo hỗ trợ. Khi nào tâm tự nhiên xuất hiện nhu cầu cần tầm tứ thì cũng chỉ cần thấy như vậy và nương theo nhu cầu đó mà đáp ứng cho vừa đủ là được. 2. Con thấy rằng định sinh ra do việc điều khiển tâm, nắm giữ đối tượng mà có, thì định đó có hạn sử dụng. Nó giống như những trạng thái tốt của thân và tâm, có sinh có diệt, hôm nay thế này, mai có thể thế khác. Còn định sinh ra nhờ việc trả lại tự do cho tâm, thì đúng như Thầy nói là nó có cả đầy đủ giới định tuệ. Nó giống như một thái độ hay một tính chất, có thể thấy biết, ứng phó linh hoạt, nhưng vẫn cùng là một tính chất đó. 3. Con thấy có vẻ như là những người bình thường chưa biết đạo, vì chưa có khái niệm gì về thiền, nên trong cuộc sống hàng ngày, có lúc họ đã vô tình hành thiền định một cách tự nhiên, và có khi họ cũng đã vô tình trải qua tất cả những trạng thái định rất sâu. Ngôn ngữ ở đời hay gọi những khoảnh khắc này là khoảnh khắc vô tri. Con xin Thầy chỉ dạy. Trước khi trả lời cái này thì thầy nhắc lại cái này chút, là có khi Thầy trả lời mà Thầy bây giờ hay quên không? Thầy không có nhớ. Mà ai không nhớ thì họ sợ lắm, chứ còn Thầy không nhớ Thầy thấy rất là khỏe. Cho nên giả sử như câu trả lời mà trong đó nó có những cái nội dung mà Thầy chưa trả lời ấy, thì nhắc lại cho Thầy dùng. Thí dụ như một cái câu ấy, với lại là khi mình những cái câu mà nó có liên hệ với nhau ấy, thì mình đọc chung. Còn cái câu nào mà riêng, ví dụ ba câu hỏi riêng nhau đó, thì cứ đọc từng câu thôi. Thì đọc ba câu thì cũng như không à. Đọc ba câu thì nghe câu thứ hai quên câu thứ nhất, nghe câu thứ ba cái quên câu thứ hai. Cái cuối cùng không nhớ, không biết câu, lo trở lại câu thứ nhất rồi lại quên cái câu thứ ba. Cho nên cái nếu mà trong để ý là thì mà Thầy trả lời á, nhiều khi trả lời vào một cái điểm nào đó mà quên một cái số điểm mà chưa trả lời thì nhắc lại dùng Thầy. Còn bây giờ quên rồi. Dạ, vị này có chiêm nghiệm được 3 điều ạ. Dạ, thứ nhất là tầm tứ, cũng là hai chức năng tự nhiên của tâm. Rồi, được rồi, dạ. Nhắc vậy là biết rồi. Thầy lưu ý các Phật tử một điều này. Có nhiều Phật tử thì chưa có học gì về vi diệu pháp, nhưng mà cũng có nhiều Phật tử lại có học vi diệu pháp. Nhưng mà khi mà nói rằng là trong vi diệu pháp có nói như thế này, có 7 cái biến hình tâm sợ, tức là cái tâm sợ này đó là nó ở trong tất cả các tâm. Cái tâm sợ này là xúc, thọ, tượng, tư, nhất tâm, mạng căn, tác ý. Đó là 7 cái tâm sợ mà nó có trong tất cả các tâm. Nhưng có một cái điều thế này, nó có trong tất cả các tướng tâm. Tức là nó có trong tượng tri và thức tri. Còn tuệ tri thì không có. Trong tuệ tri là không có. Bởi vì á, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết á, thì không cần có cái xúc thọ tượng tư nhất tâm mạng tăng tác ý. Mà trong đó đó là cũng có 2 yếu tố là tầm tứ. Thí dụ như Thầy ngồi không như vậy thì đâu cần tầm tứ gì đâu. Nhưng mà bây giờ Thầy cần tìm cái ly nước không biết để ở đâu, thì lúc đó mới bắt đầu tầm tứ. Thành ra trong đời sống đó, thì tầm tứ nó rất là cần. Nó là 1-2 cái tâm sợ rất cần khi mình cần tìm cái gì đó. Thí dụ mình tra từ điển thì mình tìm, mình lật cho đến cái chữ mà mình muốn tìm. Thì đó là tâm tứ. Mình đi trong vườn hoa mà mình muốn là cắt cái hoa nào đó để cắm, thì lúc đó mình mới cần tầm tứ. Tuy nhiên, cái tầm tứ đó là nó chỉ trên đối tượng tục đế, tức là nó trong tam giới thôi. Còn cái đối tượng là chân đế đó, thì chỉ một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng thôi, là nó phản ánh một cách trung thực, mà nó cũng không xem đó như là một đối tượng.
mà là cái thấy với cái đối tượng, không hề tách ra là thành cái thấy và cái đối tượng. Cho nên người ta nói là trong tuệ tri thì không có năng sở. Trong tuệ tri thì không có năng sở. Năng là cái thấy, sở là đối tượng. Nhưng mà khi trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe đó, thì không có đối tượng. Còn khi mà nói là có đối tượng, tức là tại mình muốn nắm bắt cái đó. Thí dụ như một người, có người đến đây xin cái lá thầu đâu cước chuột. Thì lúc đó họ phải đi tìm ở đâu mà có cái lá thầu đâu cước chuột họ mới lấy. Thì như vậy là họ có tầm tứ. Còn bây giờ một người họ đi vô trong cái trong vườn này, họ để thư giãn vui thôi. Họ không để ý vào cái gì cả, họ chỉ để thư giãn thôi. Thì nó không có tầm tứ gì cả. Nó không có đối tượng gì để tầm tứ. Trong thiền định thì người ta dùng tới tầm tứ. Nhưng trong thiền tuệ thì không cần tầm tứ. Mà chánh niệm tỉnh giác ngược lại nói lại là vô vi vô ngã, tức là không có ngã. Trong cái tầm tứ thường là có cái ngã để tầm tứ. Còn trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, không có cái bản ngã trong đó đó, thì không có tầm tứ, mà chỉ là một sự phản ánh của pháp. Mà cái phản ánh đó là tương tức, tương nhập, tương tác. Nó không phải là cái này tìm kiếm cái kia. Khi một cái tâm khởi lên tìm kiếm một điều gì đó, thì lúc đó mới có cái tướng tâm khởi lên. Còn khi không có tìm kiếm gì cả, tâm hoàn toàn trở về với sự tĩnh lặng trong sáng của chính nó, thì đối tượng nó cũng chính là đối tượng của chính nó, cho nó không có phải là đối tượng đâu nữa cả. Thế nên cái này cũng là một cái điều mà các Phật tử cần lưu ý. Cái này hơi có vẻ như khó, nhưng mà thật ra không khó đâu. Ai cũng có thể trải nghiệm được chuyện này, không có chuyện gì là khó cả. Có một lúc nào đó mà mình vẫn có thể thấy, có thể nghe, mà hoàn toàn mình không muốn nghe thấy, muốn nghe gì cả. Phải không? Mà mình vẫn thấy nghe. Nhưng mà có những lúc mình phải muốn nghe mới nghe, muốn thấy mới thấy. Chứ còn không muốn nghe, muốn thấy thì nó không cần nghe, không cần thấy. Đó. Cho nên cái tâm của mình nó có hai cái, khi nó khởi lên để nắm bắt đối tượng đó, thì nó trở thành ra là một cái tướng biết. Và tướng biết đó có thể xuất hiện dưới tham, sân, si hay là từ bi, hỷ, xả gì đó. Nhưng mà khi nó trở về ấy, thì nó sẽ chỉ hoàn toàn trong sáng, lặng lẽ trong sáng thôi. Cho nên nó không cần một đối tượng nào cả. Và bản thân cái lặng lẽ trong sáng đó chính là nó, và cũng chính là đối tượng của chính nó. Đó, đại khái là vậy. Ý thứ hai là vị này nói là định là sinh ra do mình nắm giữ tâm, do mình nắm giữ đối tượng. Còn định mà khi mình trả về tự do thì định này có đầy đủ cả giới định tuệ. Đúng rồi. Tức là cái định nó có hai cái. Một cái định là nắm bắt đối tượng để mà trù vào đó. Thì cái lúc cái đầu mà nắm bắt đối tượng rồi gọi là tâm tứ. Rồi sau khi nó đứng yên trên đối tượng thì gọi là định xã. Đó, thì đó là cái nguyên lý của cái định mà trù vào. Nhưng mà thực tế đó là nó không trù vào thực tướng, thực tánh, mà nó trù vào cái tượng về cái đối tượng đó. Cho nên nó vẫn là sắc tượng hay là vô sắc tượng. Định thì thường là định sắc tượng, định vô sắc tượng. Cho nên tất cả những cái định mà có trù á, có trú lại á, thì và xuất phát từ tầm tứ đó. Có khi sau này nó không cần tầm tứ nữa, nhưng mà nó vẫn xuất phát từ tầm tứ. Thì cái định đó đó là nó sẽ là trù trên một đối tượng nào đó. Nhưng mà cái tâm á, thì vốn nó là luôn luôn trôi chạy, cho nên nó ưng vô sở trù như sinh kỳ tâm. Và trong kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật Ngài nói là không tham ưu, không bám trù vào bất kỳ vật cái đối tượng nào ở đời. À, rất là rõ ràng. Cho nên đó, mình thấy là cái đền mà trong thiền tuệ đó là cái đền mà
mà mình thấy nghe người ném xúc chạm gì đó, hoặc là không thấy nghe người ném xúc chạm gì hết, thì tâm mình vẫn là không động. Không động chứ không động có nghĩa là không bị chi phối bởi cái đối tượng, chứ không phải không động có nghĩa là nó đứng yên hoàn toàn. Cho nên rất khó dịch ra tiếng Anh. Có một người muốn dịch cái cuốn sách của thầy ra tiếng Anh, nhưng khi họ dịch và thầy coi lại á, thì thầy thấy là hầu như là dịch không đúng, nhất là từ cái từ định. Nghe nói tới định một cái là người ta cứ nói là trú vào cái đối tượng đó, tập trung vào cái đối tượng đó, người ta dạy thôi à. Nhưng mà đây không phải tập trung, không tập trung vào đối tượng, mà là trở về trọn vẹn với chính mình. Chính mình là cái tâm á, tức là cái tâm nó trở về với chính nó, chứ không nắm bắt đối tượng nào cả. Thì lúc đó mới thật sự là thanh tịnh trong sáng. Lúc đó mới là cái bản tâm thanh tịnh trong sáng. Đó. Dạ, ý thứ ba là một người bình thường vẫn có thể trải nghiệm được những trạng thái thiền định, nhưng mà vị đó sẽ không biết. Hồi xưa có một lần thầy thuyết pháp ở Kỳ Viên. Thầy nói thật ra tất cả mọi người đều có thể trải qua tất cả mọi cái loại định hết. Nhưng mà nó chỉ trải qua thôi. Còn những người họ luyện á, thì họ lại muốn giữ nó lại. Chứ còn có lúc mình ở trạng thái sơ thiền, có lúc mình ở trạng thái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thậm chí là phi tượng, phi tượng xứ. Thí dụ như bây giờ thầy ngồi như vậy mà tâm nó yên, mà thầy cũng giống như có biết, nhưng mà cũng giống như không có biết, thì đó chính là cái tâm phi tượng, phi tượng xứ. Đó. Có thể các quý vị có thể có một lúc nào đó ngồi ở đâu đó một cái tâm nó yên, nhưng mà nó cũng là như giống như mình không biết gì hết á, nhưng mà vẫn thấy vẫn rất là rõ ràng, nhưng mà mình không hoàn toàn không để ý. Cho nên á, biết mà không biết, không phải biết mà cũng không phải không biết, cho nên gọi là phi tượng xứ. Cái đó rất nhiều người thấy cái đó chứ, nhưng mà tại mình không để ý. Người nào có chánh niệm tỉnh giác á, người đó sẽ thấy rằng là lúc nào mình sơ thiền, lúc nào mình nhị thiền. Tuy nhiên cái nó vẫn đi qua chứ không phải nó trụ lại, tức là nó đến đi cho nên nó không có trụ lại. Cũng giống như cái mặt trời đó, bây giờ mình có thể trải qua từ khi mặt trời bình minh cho đến khi mặt trời lặn là mình đều trải qua hết, nhưng mình không thể nào trụ vào giờ ngọ, mình không thể trụ vào giờ thìn, không thể trụ vào một giây phút nào được cả, bởi vì luôn luôn là nó thay đổi. Do đó đó, cái định nhưng mà lại không trụ, mà định mới không trụ mới là đại định. Đó, mới là cái định này nó mới là không có bất kêu bằng kim cang đại định, tức là nó không có cái gì mà làm cho nó lay chuyện. Còn bây giờ sơ thiền cái tới hét một cái là ra liền, không thể nào mà ngồi được. Bây giờ người nào mà đang nhập sơ thiền cứ lấy karaoke mở ra cho nhiều là người đó tán loạn liền. Này đại cái là vậy, không thể. Tức là nó có cái phá. Còn cái định mà trong chánh định, mà cái định mà không đồng trước mọi sự, thì cái định này là không có thể cái gì phá được. Nhưng mà do đâu? Do mình đã từng trải qua cái phá rồi, mình đã từng trải qua cái thăng trầm, cái phiền não khổ đau rồi, cho nên bây giờ trước tất cả những cái đó là mình thấy hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì để mà đồng. Như vậy cái định này đó là luôn phải đi với tuệ, cho nó không có tách ra mà nó trù lại một chỗ, mà vô minh ái dục vẫn cứ còn nguyên, mà chỉ trù lại thôi, chứ còn vô minh ái dục vẫn còn nguyên. Cũng giống như mình có cái bệnh mà mình chích thuốc mê cho cái người đó không còn đau thấy đồ gì nữa cả, nhưng mà thực ra là bệnh nó vẫn cứ còn nguyên. chỉ là bị chỉ là
chị lúc đó là không còn biết đau liếc đồ gì nữa thôi. Do đó người ta ít phân biệt ra được là cái tứ thiền bát định của Bà La Môn, mà khi Đức Phật chưa có giác ngộ hoàn toàn, Ngài đã từng thực hành, nhưng mà Ngài đã phát hiện ra nó là bị dính mắc, bị trù vào cái lạc hay là cái mong muốn nào đó của mình, cho nên một cái trạng thái tâm nào đó của mình, cho nên Đức Phật Ngài từ bỏ. Vì vậy cái định mà sau này khi Đức Phật giác ngộ và trong thiền Vipassana đó, và trong cái bát chánh đạo mà nói là chánh định đó, cái định này hoàn toàn khác, không phải là tứ thiền bát định. Dạ xin Thầy cho con câu hỏi, cho con hỏi. Con làm nghề kiến trúc sư, khi thiết kế công trình con luôn phải tưởng tượng, cân nhắc, đắn đo, do dự, và luôn mong muốn sản phẩm của mình làm ra phải tốt đẹp, hoàn hảo. Vậy có phải con đã đánh mất trong nghe chỉ nghe, trong thấy chỉ thấy, trong biết chỉ biết, trong xúc chỉ xúc, dù con luôn rõ biết là mình đang làm việc bằng kiến thức, kinh nghiệm và tưởng tượng, vậy có phải con luôn tạo tác và mong cầu không ạ? Thầy đã nói rồi, mình là một người nấu ăn, mình là một người đang nấu ăn. Tượng là một món, tượng là một món, thức là một món, thấy là một món, nghe là một món, đó, vui là một món, buồn là một món, khổ là một món, lạc là một món. Tất cả những cái đó đều là những cái món mà nếu mình sử dụng nó đúng mức thì tượng vẫn là quá tốt. Bây giờ mình cái tượng ở đấy đó là mình đừng không lệ thuộc vào cái tượng thôi. Và khi mà ở trong cái tâm mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng á, thì không còn có tượng có đồ gì nữa cả. Tức là nó không có sử dụng tới những cái đó. Nhưng mà khi mình nhất là mình ở trong tục đế, thí dụ như là chính bản thân Thầy này vẽ cái bản vẽ của cái tháp này này, là Thầy phải ngồi phải vẽ từng ly từng tí, mà hồi đó thầy thì không có học về kiến trúc, cho nên Thầy cũng có những cái phần mềm để mà vẽ như bây giờ. Thầy phải ngồi lấy viết chì rồi vẽ chỗ nào sai là Thầy là phải gom đi, tẩy đi rồi vẽ lại, rồi đẩy ra đẩy vô, rất là cực khổ để mà vẽ ra cái tháp này. Rồi sau đó mới đưa cho kiến trúc sư, họ mới là đưa lên bản vẽ. Thì đương nhiên là mình phải tính toán, đương nhiên là mình phải dùng tưởng. Tức là khi mình vẽ, mình phải tưởng tượng ra cái tháp này nó như thế nào đó, thì khi đó mình mới làm được. Nhưng mà nếu mình biết sử dụng cái tượng đó đúng mức, và mình biết đó là tượng, và mình biết đó là chỉ sử dụng trong tục đế, trong thế gian, nó là khác. Và khi mình trở về với cái thực tánh chân đế thì nó là khác. Lúc đó mình lại không cần tất cả những thứ đó nữa. Đó. Cho nên bây giờ Thầy xây lên một cái tháp, nhưng mà gần như trong Thầy không có cái tháp nào cả. Thầy đã từng thử rồi. Thầy đi trên máy bay, Thầy nói dạ sự như máy bay này nó rớt mà mình chết rồi thì mình có nhớ cái tháp không? Thầy nói mắc gì nhớ, cái tháp thì mình làm rồi thì sau này ai giữ cho mình làm nhớ anh chứ. Thầy qua bên Pháp, thầy qua bên Thụy Sĩ, Thầy nằm ngủ. Cái tự nhiên Thầy nói, mình nói nếu giả sử như mình nằm đây mà mình chết đó, thì mình có nhớ gì ở Việt Nam không? Ông nói, không có nhớ gì hết. Chết ở đây là chết thôi. Như vậy là mình phải kiểm tra lại xem thử mình có bị, mình làm cái ra cái gì rồi mình có bị dính mắc trong cái đó không? Đó. Thì cái quan trọng là khi mình làm thì vì nó là ở đời cho nên mình phải dùng tượng, mình phải dùng thức, mình phải dùng lý trí, mình phải dùng suy nghĩ, tính toán đủ thứ. Nhưng mà tất cả những cái đó thì những cái mà nó có tính chất là tục đế thôi. Là vì mình làm là bởi vì lợi ích cho thế gian thôi. Còn khi mình buông ra thì mình hoàn toàn không dính mắc gì vào cái đó, thì cái đó mình mới là giác ngộ giải thoát được.
Chứ còn nếu mà mình còn dính mắc là mệt lắm. Cho nên Thầy làm, nhưng mà Thầy cũng khó lắm. Tức là nó có trật một chút cũng được, chẳng sao. Chuyện đó nó không quan trọng chứ. Chứ trúng 100% để làm cái gì? Nó trật một chút cũng được chứ đâu có sao. Bắt thờ phải là làm nào cho đúng. Làm cực khổ người ta, tốn thêm tiền bạc nữa. Cho nó có to ra một chút xíu nữa thì cũng được, không sao đó. Thì mình làm nhưng mà mình vẫn dễ dàng, vẫn thoải mái. Đó. Mình không bị khống chấp. Nhưng mà suy nghĩ thì ra suy nghĩ. Cái đó là chánh tư duy. Đó. Tượng thì ra tượng, tức là phải biết cho đúng. Phải quan sát cho đúng. Để mà thấy đúng. Cho nên mới nói là có cái tượng đó, nó vẫn có nhiều cái tượng khác nhau. Có cái tượng là nhận cái sự thật đó. Chỉ nhận cái sự thật đó như nó là thôi. Thì lúc đó, cái tượng nó biến mất ở trong tuệ. Cái tượng nó biến mất trong tuệ. Bởi vì lúc đó là tuệ chứ không cần tượng nữa. Còn khi mà ở đời đương nhiên là phải tượng thôi. Ví dụ như bây giờ Thầy ngồi đây, cái trên Bảo Lộc là cái người mà đang coi cái đất ở trên Bảo Lộc đó, họ nói rằng không biết làm cái đường như thế nào Thầy chị. Là ở đây Thầy là tượng tượng ra cái Bảo Lộc, cái đất Bảo Lộc đó. Cái khả năng của tượng nó rất là giỏi. Tượng ra cái đất Bảo Lộc, tượng ra con đường nằm ở đâu là có thể chỉ cho họ được. Như vậy chứng tỏ rằng cái tượng nó rất là cần thiết. Bây giờ quý vị đi lên cái nhà mình mới làm, cái mình đi lên cầu thang nó hơi khó một chút, là bởi vì lúc đó mình phải đi cẩn thận mới được. Nhưng lần sau á, cái tượng nó đã ghi nhớ cái việc đi đó rồi, cho nên nó nhắm mắt nó cũng vẫn đi đúng hết trơn. Như vậy cái tượng lúc đó nó rất là cần thiết trong đời sống á. Chẳng phải là cái tượng gì cũng là bỏ, nhưng mà là nói như kiểu của Khổng Tử là phải chính danh. Tức là tượng thì cho ra tượng, thức thì cho ra thức, tuệ thì cho ra tuệ, cái nào thì cho nó ra cái đó, cho nó đúng cái đó thì khi đó là được. Chứ không phải là bỏ đi hết, mà tất cả đều được hết. Nhiều người cứ nghĩ là một vị thánh thì vì đó, tức là người đó là ngồi im re đó rồi thì là luôn luôn là mặt mày tươi cười rồi, không phải vậy. Có khi đệ tử làm sai cũng nạt cho nó một trận chứ. Nhưng mà nạt nhưng mà không có chấp vào cái chuyện đó. Nạt là để cho nó sờ nó làm thôi, chứ không có chấp vào thì được. Chứ không phải là nói cho mình làm thầy mà mình hiền từ quá, nó chân thôi để nó khinh thường mình, đó là cái bản ngã nữa. Cái bản ngã nữa. Nhưng mà nạt cái để cho nó nên người thì cũng nên nạt chứ, đâu có sao. Cho nên vấn đề là mình biết sử dụng một cái pháp đó đúng như nó là. Cho nên trong bên Thiền Tông người ta có cái câu là thì pháp trụ pháp vị, chư Phật thường hiện tiền. Tức là thấy pháp nào đúng như pháp đó, đúng với tính chất của pháp đó, tức là gọi là thì pháp trụ pháp vị. Đó. Thì cái người mà thấy được cái pháp đúng như nó là đó, tức là tuệ trí tức là tuệ giác là Phật. Vậy thôi. Dạ kính bạch Thầy, Thầy cho con được hỏi về việc báo hiếu và phụng dưỡng cha mẹ. Mỗi lần con gần mẹ thì những tổn thương bị trồi lên, con chưa kiểm soát và chuyển hóa nên lại thêm mâu thuẫn với mẹ. Tâm con vẫn muốn làm gì đó. Do mẹ con cũng giai đoạn cuối bệnh, vậy con có thể làm những điều lành, thiện pháp rồi hồi hướng cho mẹ của mình được không ạ? Xin Thầy từ bi khai thị. Có một cái điều là không ai không trải qua cái sai cả. Cho dù Phật đã hoàn toàn giác ngộ thì có khi chính Ngài đã từng trải qua cái sai mà bây giờ giác ngộ. Chứ không phải là Ngài đúng từ A đến Z mà giác ngộ đâu. Mà Ngài đã từng sai,
đã từng cướp của giết người, cũng có khi điên loạn, cũng có đủ thứ hết trơn á, thứ gì ngài cũng đã trải qua hết trơn á. Cho nên tại sao gọi là toàn giác? Toàn giác là bởi vì ngài biết hết, không có cái thứ gì trên đời mà ngài không biết hết á, thứ gì ngài cũng giỏi hết trơn á, ác cũng rất là gì. Cho nên có người nói là, có người gặp Phật ông cười, nói trời ơi ngài nói gì, nói cho ngài chỉ có biết tu rồi ngài biết cái thiền thôi chứ ngài đâu có biết cái ác là cái gì đâu. Cái ngài nói chớ có nói vậy, không có việc ác nào mà Như Lai không biết. Đức Phật trả lời vậy đó, không có việc ác nào mà Như Lai không biết. Bởi vì sao? Có trải qua những cái ác đó rồi mới hiểu được cái ác là sao, rồi biết được cái sai là sao, rồi đã biết cách điều chỉnh như thế nào, rồi khi đó mới làm Phật, mới hướng dẫn chúng sanh được chứ. Chứ không làm ác làm sao mà hướng dẫn chúng sanh nổi. Nhưng mà chúng sanh bình đẳng ở cái chỗ đó, ai giác ngộ thành Phật rồi cũng phải trải qua không biết bao nhiêu là cái sai, rồi khi đó mới là thành Phật, chứ không phải ai thành Phật đâu. Mà tự nhiên cái thành Phật đâu. Nhưng mà nó có thế này, khởi đầu mình vẫn có Phật tánh, nhưng mà Phật tánh đó đó chưa có trải qua những cái sai thì vẫn chưa thấy được cái đúng là cái gì. Đương nhiên là vậy thôi. Do đó mình là hồi nãy có một cái câu nói, đôi lúc mình biết đạo quá sớm mà chưa đúng với trình độ của mình á, mà mình biết quá cao đó thì mình bị hỏng chân, tức là mình với quá cao cho nên nó hỏng dưới chân á. Trong thiền người ta gọi là cước căn bất điểm địa, tức là nó không có cái sanditthiko, nó không có cái opanayiko, là cái thực địa mà để mình trải nghiệm chiêm nghiệm à, mà mình chỉ mơ mộng thôi. Cho nên á, không có một vị Phật nào mà đã không từng trải qua tất cả những cái sai. Nhưng mà cái quan trọng là thế này, từ cái sai mà nhận ra cái đúng, từ cái sai mà biết buông bỏ à, mà cái đúng là đã có sẵn, cho nên chỉ cần buông bỏ cái sai hết thì cái đúng hiện ra. Nó là đơn giản vậy thôi. Cho cái đúng đó mình khỏi cần phải làm. Ai cố làm đúng mới sai, còn ai bỏ cái sai mới là đúng. Ai cố làm đúng theo ý mình là sai, còn ai mà biết sai mà buông bỏ là đúng. Cho nên bây giờ mình có làm cái gì sai thì đừng có ngồi đó mà ăn năn hối cải thì là tốt. Chứ mà làm sai rồi mà không ăn năn hối cải mới là lạ. Cho nên ăn năn hối cải nó cũng là một cái điều cần thiết à, và lúc đó mình cảm thấy mình bị day dứt, mình đau khổ, mình buồn phiền là tốt, là bởi vì mình mới thấy được là cái sai thì nó đưa đến hậu quả như vậy. Chứ vậy bây giờ mình làm sai cái rồi mà mình vẫn cứ sung sướng rồi này kia thôi thì thôi, lúc đó làm sai đã đời luôn. Bởi vì làm sai cũng đâu có chuyện gì đâu. Thì làm sai thì đương mình lo âu. Nhưng mà cái lo âu mà sợ đọa địa ngục, sợ cái này cái kia, cái đó mới sai á. Còn nếu mà mình day dứt, mình ân hận đó, là cái đó là đúng. Nhưng mà mình lại đi sợ đọa địa ngục đó là sai. Nếu mình làm sai đó thì xin nguyện đi địa ngục để mà địa ngục chữa dùng cho cái bệnh sai đó thì được, cái đó tốt hơn á. Khi nào ai làm sai thì nguyện đi địa ngục. Mình đi sợ đi địa ngục, đã làm sai rồi còn đi sợ đi địa ngục nữa là thêm một cái sai nữa. Phải không? Làm sai mà còn sợ đi địa ngục là thêm một cái sai nữa. Còn làm sai mà chấp nhận đi địa ngục để mà học ra cái bài học sai đó phải là nhận hậu quả như thế nào. Mà có đi địa ngục rồi sau này mới có thành Phật rồi, lúc đó mới nói rằng là địa ngục khổ lắm con ơi. Nói vậy chứ không đi địa ngục sao biết địa ngục khổ được. Dạ kính thưa Thầy, mẹ con nay đã được 100 tuổi. Con xin Thầy cho con hỏi, khi mẹ con lâm chung, gia đình có cần phải rước Thầy hộ niệm hay chỉ cần giữ yên lặng thanh tịnh để mẹ ra đi được nhẹ nhàng, tự nhiên là được? Sau khi mẹ con mất,
gia đình có nên rước thầy tụng kinh, cúng cơm ba thời hay gia đình con tự cúng có được không thầy? Vì mẹ con đạo Thiên Chúa, cha con đạo Phật, các con đều theo đạo Phật. Mẹ con từ khi có chồng xem như lạc đạo, kính mong thầy chỉ dẫn giúp chúng con ạ. Thực ra đó thì cái đạo là mình bị phân biệt là theo tổ chức. Cho nên tự nhiên cái tổ chức nó phân ra cái ranh giới giữa người này với người khác, giữa đạo này với đạo khác. Cho trên thực tế đó thì sự thật vẫn là một sự thật thôi. Chân lý vẫn là một thứ chân lý thôi, chứ không có hai chân lý. Nếu người này hiểu thế này thì thành ra đạo này, người kia hiểu thế kia thì thành ra đạo kia vậy thôi. Chứ còn chân lý vẫn là một. Và cái phước, cái tội, cái đúng, cái sai thì vẫn là không phải là hệ mà theo đạo Phật thì đúng, mà theo đạo Thiên Chúa thì sai, không phải vậy. Hệ sai thì đạo Thiên, cái điều đó sai thì trong đạo Phật cũng sai mà đạo Thiên Chúa cũng sai. Mà nếu điều đó đúng thì đạo Phật cũng đúng mà đạo Thiên Chúa cũng đúng. Cho nên thầy thì thầy nói rằng là thực sự mà nói, bây giờ thầy cũng phải theo, thầy nhập gia tùy tục thôi, chứ thầy không còn theo tông phái nào nữa cả. Thầy chỉ theo chân lý thôi. Và theo ở đây là mình báo ơn Phật, bởi vì nhờ Phật giác ngộ mà bây giờ mình mới thấy ra, giác ngộ là như vậy đó. Cho nên bây giờ mình mới là đi cái cung đường giác ngộ đó. Và ai cũng có quyền đi cái cung đường giác ngộ là thấy ra sự thật, điều chỉnh những cái sai lầm để thấy ra sự thật giống nhau. Cho nên thực ra các cái tôn giáo đôi lúc nó lại phân chia ra thành ra là cái tổ chức này, cái tổ chức khác. Và ngay trong một tôn giáo cũng có nhiều tổ chức khác nhau và thậm chí là chống đối nhau. Cho nên chúng ta nên lấy cái chân lý để làm, lấy cái sự thật, thấy cái chân lý để mà sống sao cho đúng với chân lý, đúng với sự thật, chứ không phải là cái ranh giới của những tổ chức đó. Còn khi mình đã ở trong tổ chức nào thì đương nhiên là nhập gia tùy tục, mình phải theo tổ chức đó. Cái đó là tục đế. Trong tục đế thì mình đương nhiên là phải theo tục đế thôi. Nhưng nếu người giác ngộ đó thì họ sẽ thoát ra khỏi cái tục đế đó, họ vẫn có thể sống ở trong chân đế đó. Vì vậy cho nên đó, có một câu chuyện hồi đó thầy đang ở chùa Kỳ Viên. Thì nửa đêm có người gọi điện thoại tới, thầy đang ngủ nghe tiếng điện thoại, hồi đó điện thoại bàn á. Nghe điện thoại cái thầy mới bật điện thoại. Thì người đó nói là xin cầu thầy giúp cho cái gia đình này ở Hằng Sơn. Cái gia đình đó thì cả nhà bên vợ thì theo, cả vợ con á thì theo Thiên Chúa cho hết, mà chỉ có ông cha đó thì lại là ông chồng á lại là theo đạo Phật. Và ông nhất định là không theo Thiên Chúa. Và ông nói rằng là nhất định là khi mà ông chết rồi là không được mời cha đến rửa tội. Thế nhưng mà khi trong nhà thì nói là ông nói kệ ông, cho khi mà ông chết thì cứ mời cha tới rửa tội thôi chứ đâu có sao. Cho nên mới mời cha tới rửa tội. Thì khi mời cha tới, cha vô trong nhà là không chịu nổi, phải đi ra liền. Nó hôi không chịu nổi. Hôi không chịu nổi luôn. Mà cái xác mới chết thôi mà hôi không chịu nổi. Thành ra lúc đó trong nhà mới cũng nói chừng cái ông này nói linh đó. Thì mới, bên hàng xóm mới có một cái người lại là Phật tử chùa Kỳ Viên. Mới kêu điện thoại với thầy nói là thầy tới bây giờ, cái ông này chắc là ông muốn các sư tới thôi. Chứ ông muốn cha tới. Thì thầy mới nói, kêu mấy sư dạy nói nửa đêm mà kêu taxi đi. Đi tới nơi vô thì không có hôi chút nào cả. Hoàn toàn không có hôi chút nào cả. Đi vô tùng kinh rồi xong rồi cho họ liệm ở đồ này kia đâu đó đàng hoàng rồi đi về. Không có chuyện gì xảy ra cả. Cho nên cái điều này là hồ niệm hay không hồ niệm là tùy theo cái tâm của người chết. Nếu cái người chết đó, ví dụ như người chết đó họ theo tịnh độ,
thì những người tịnh độ mà họ tới hộ niệm thì cái vị đó sẽ thích. À, thì được, vì người đó đã từng theo tịnh độ rồi. Nhưng mà nếu cái người đó họ theo một cái tông phái khác, hoặc là cái người đó họ theo một cái đạo khác, mà mình tới đôi lúc họ bực mình thêm nữa. Ông cha vô làm lễ thánh hồi chiều không nổi, không thể nào vô được. Hồi sơ sơ còn được, hồi chiều không nổi được. Mà là khi mình vô là đi cả mấy sư vô là không có hôi chút nào cả. Cho nên mình phải coi là nhiều khi cái hồ niệm của mình á, cũng đúng, nhưng mà có nhiều khi cái hồ niệm mình cũng sai. Do đó bên Nam Tông á, thì có một cái mà đôi lúc dân chúng thì họ cũng phiền, nhưng mà mình là làm đúng, là nếu như cái nhà đó họ có thịnh thì mình mới đến thôi. Cho nhiều khi ngay cả hàng xóm bên này đó, trừ ra hàng xóm quen thì mình tới mình phúng điếu đồ này kia rồi thôi. Nhưng mà nếu họ không có thịnh gì mình hết á, thì mình không đến. Tại vì nó còn cái hoàn cảnh của họ, còn cái nhiều cái tâm lý khác. Không phải lúc nào mình cũng cứ tới mà tùng cái nâu ao đó. Rồi tùng cả đêm, cái người sống cũng mệt luôn, người chết mệt rồi, người sống cũng mệt luôn. Thì cũng được. Cho nên là hồ niệm là tốt, nhưng mà hồ niệm cũng phải tùy theo từng trường hợp. À, chắc có nhiều trường hợp là bị phản tác dụng.